Xin chào quý vị khán giả và các bạn đã đến với chương trình Ảo thuật cùng Di. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Di giới thiệu với các bạn một tiết mục ảo thuật mà ở bên trong nó hiệu ứng nó rất là cao. Để thực hiện được nó, đầu tiên chúng ta phải lấy nó đã. Tôi sẽ lấy nó từ trên không. Như thế này. Và tất nhiên đây là một cái thìa. Đó. Và để thực hiện được tiết mục ảo thuật này, chúng ta sẽ cần một cái thìa và một cái nhẫn. Tiết mục ảo thuật là như thế nào? Tôi cho cái nhẫn này chui trong cái thìa. Như thế. Nhưng mà không phải vào đầu này. Mà chính xác ấy, nó sẽ chui vào từ cái đầu hàng dưới này nhá. Ok, để tôi làm lại một lần này. Các bạn đã nhìn đấy. Cái nhẫn này để chui qua. Cái đầu to này. Vậy thì bằng cách nào để thực hiện tiết mục ảo thuật này? Ngay sau đây thôi, chúng ta sẽ được giải đáp. Và bây giờ là phần hướng dẫn của tiết mục ảo thuật này. Để thực hiện đến tiết mục ảo thuật này, chúng ta sẽ cần một cái thìa này. Một cái thìa. Và một cái nhẫn. Kích thước của cái thìa này, cái thân của nó phải đủ để chúng ta có thể cho cái nhẫn chui vào. Các bạn có thể sử dụng cái nhẫn to hơn để làm cho cái tiết mục của chúng ta thêm đặc sắc hơn, nó dễ nhìn hơn. Đó, kiểu dạng như là cái khi mà cho vào thì nhìn nó sẽ ảo hơn. Đó, như vậy chúng ta sẽ sử dụng cái nhẫn nhỏ này. Ok. Và động tác tay, chúng ta sẽ dùng 3 ngón, ngón trỏ, ngón giữa, áp út để đằng trước và ngón út chúng ta sẽ để đằng sau như thế này. Và bây giờ đến phần động tác, chúng ta hãy xem từ đằng sau lưng. Đây là phần động tác của nó. Cái nhẫn nó sẽ nằm ở phía trên và ngón cái của chúng ta sẽ giữ cái nhẫn nó nằm ở phía trên cùng với ngón trỏ như thế này. Đó. Đó. Đấy, nằm ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần lấy cái nhẫn ra. Thật sự ấy, đây là một đoạn rất là hay và nó rất ấn tượng. Chúng ta sẽ đánh lạc được khán giả. Sẽ giả vờ chúng ta lấy cái nhẫn ra. Nhưng thực sự ngón giữa chúng ta sẽ đẩy cái nhẫn này đi vào. Đó. Chúng ta bỏ ngón cái ra và chúng ta cho cái nhẫn rơi vào ngón út. Đấy. Rơi xuống như thế này. Và chúng ta các ngón tay của chúng ta vẫn kéo lên. Trong này không có gì, nhưng ta hãy giả vờ như thật. Tôi sẽ làm lại một lần nữa này. Cái nhẫn, ngón tay này, giả vờ cầm vào. Đó. Nhưng mà chúng ta sẽ cầm, chúng ta thả một cái ra. Đó, cho cái nhẫn rơi vào. Kéo lên. Được chưa? Thì về cái cách để làm cho cái nhẫn rơi xuống ấy, có một cái rất là quan trọng. Rất quan trọng và nó là một cái tip để cho các bạn làm cho nó dễ hơn. Tức là chúng ta sẽ đẩy cái này ra rồi. Và chúng ta cầm vào cái thìa, đẩy hơi nhẹ nhẹ cái thìa hướng về phía mình như thế này. Đó, thì cái nhẫn sẽ rất là dễ dàng để rơi xuống. Còn nếu mà chúng ta không đẩy vào thì nó sẽ có thể kẹt ở các ngón tay này. Ok, đây là động tác thật của chúng ta này. Chắc giả vờ cầm cho nó rơi xuống, nhấc cái này lên. Xong là cái nhẫn vẫn nằm ở trong cái tay trái, tay phải của chúng ta. Chúng ta sẽ làm thật chậm, từ từ. Sau đó chúng ta đưa xuống, cái lúc chúng ta đưa xuống chúng ta sẽ thả cái ngón út ra như thế này, cho vào, thả ngón út ra, nhấc lên. Ok, làm một lần nữa. Đó, chúng ta nhấc các ngón tay ra nhìn cho nó thật và thêm phần hấp dẫn. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ làm từ đằng trước. Khi chúng ta nhìn từ đằng trước thì động tác nó sẽ như thế này. Đó. Một lần nữa. Đó. Cảm ơn các bạn. Và trong tiết mục này thì có một vài cái lưu nhỏ nhỏ. Tức là khi các bạn cho cái nhẫn này vào. Đó. Và các bạn kéo ra. Các bạn có thể làm một vài lần và các bạn bảo là tôi đã chỉ cho các bạn cái cách để làm và bây giờ tôi sẽ làm thật. Đấy. Thì khi chúng ta làm thật ấy, người ta sẽ không nghi ngờ là ở trong tay của chúng ta có một cái nhẫn. À, không có nhẫn nào. Đó. Chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc. Di chúc tất cả các bạn cùng thực hiện tiết mục ảo thuật này và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Chào các bạn.